Xin chào các bạn, như vậy là chúng ta đã bước qua những bài văn ngắn rồi phải không nào? Và hôm nay chúng ta sẽ bước sang một phần mới, đó là phần chiêu bương, tức là những cái bài văn ở mức độ dài hơn một chút. Mặc dù nó vẫn thuộc về phần Nayodikai, đúng nhỉ? Hay, thế thì nó sẽ nằm, những cái câu hỏi trong phần chiêu bương này sẽ nằm trong môn đai 11 trong bài thi. Và độ dài sẽ là 500 chữ một đoạn văn. Tiếp theo này, chỗ này mình cũng có nói qua rồi đúng không? Sẽ có 3 đoạn văn và trong một đoạn văn thì sẽ có 3 câu hỏi. Tiếp theo, về mặt nội dung thì nó đã khác hơn một chút so với phần tham bưng rồi. Lần này về nội dung của phần chiêu bưng, chúng ta sẽ thường gặp về những cái như sau: hyōrōn, kaisetsu hay là essay, đúng nhỉ? Cái này sẽ là gì nhỉ? Những cái nghị luận đánh giá này, những cái giải thuyết, một cái thuyết minh, một cái tìm lý giải về một vấn đề gì đó. Và cuối cùng là hay essay là thảo luận về một vấn đề gì đó nhá. Tức là nghe có vẻ như cái vấn đề thuộc phần chiêu bưng này nó đã rộng hơn so với cái phần tham bưng rồi, bởi vì nó động đến những cái vấn đề mà không chỉ là đời thường cuộc sống hàng ngày nữa, mà nó sâu sắc hơn, nó có thể động đến những vấn đề mang tính chất triết học chẳng hạn đó nhá. Và tiếp theo, câu hỏi nằm trong những phần này chúng ta có thể gặp những cái dạng câu như sau: doushite so naru ka という理由. Tức là gì nhỉ? Cái lý do tại sao lại trở nên như vậy? Có thể trong phần chiêu bưng này người ta sẽ chọn lấy một điểm nào đó trong bài, một vấn đề nào đó trong bài, chứ không phải đơn thuần chỉ là ý kiến tác giả nữa. Tức là chọn ra một cái vấn đề được nói ở một đoạn, một dòng nào đó trong bài, rồi người ta hỏi là lý do của nó là gì? Những cái về liên quan đến lý do này. Hay tiếp theo nó sẽ có những cái dạng câu hỏi liên quan vấn đề như là bunshō no naka de aru kotoba no imi, được chưa nhỉ? Cái này sẽ là một cái ý nghĩa của một từ nào đó trong một bài văn, trong cái bài văn này. Tức là gì đấy? Tức là người ta sẽ không nói về một cái to tát nữa, mà người ta tìm ra một cái từ nào đó và người ta bảo là mình hãy giải thích ý nghĩa của nó phù hợp với cái nội dung mà người ta đưa ra nhá. Hay là cuối cùng là cái dạng câu hỏi mà liên quan đến ví dụ như là bưng sô gen tài no matome, là tóm tắt hay là đưa ra một cái nhìn tổng quát về toàn bộ bài văn đó. Tức là trong cả bài văn này nó nói về chủ đề gì thì chúng ta có hiểu được cái điều đó hay không, được chưa? Hay, và cuối cùng chúng ta sẽ còn một cái lưu ý nhỏ nữa, đó là gì nhỉ? 部分的に注意して内容を読む必要がある. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Cần phải gì đấy? Cần phải chú ý đến những cái mang tính chất từng phần nhỏ lẻ để mà gì đấy? Để mà đọc nội dung, tức là đọc nội dung nhưng mà cần phải gì đấy nhỉ? Cần phải chú ý từng cái phần nhỏ lẻ. Vì sao? Vì các bạn có thể nhìn thấy từ cái câu hỏi của chúng ta đã thấy nó đi sâu vào những cái điểm mấu chốt này, điểm nhỏ trong bài đúng không? Chứ không đơn thuần chỉ là một cái câu hỏi nào đó liên quan về nội dung toàn bài nữa. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài đầu tiên trong phần chiêu bưng nhá. Mọi người sẵn sàng chưa nào? Hãy, ngày hôm nay bắt đầu đổi gió, chúng ta sang bài đầu tiên thuộc phần chiêu bưng 1 đúng không nào? Và với một bài chiêu bưng như thế này thì chúng ta sẽ nhìn qua đây là chính là đề bài, là đoạn văn người ta cho chúng ta đấy mọi người ạ. Đoạn văn khá là dài rồi đúng không? Và sau đó sẽ là 3 câu hỏi ở bên dưới. Thì trong cái phần chiêu bưng như thế này mọi người nhá, thì có một cái đặc điểm là thường những cái câu hỏi của chúng ta nó sẽ thường hỏi theo cái mạch văn. Tức là như thế nào nhỉ? Tức là ví dụ những cái câu hỏi số 1, ví dụ ở đây nó có ký hiệu về câu hỏi số 1 đúng không nhỉ? Đây là câu hỏi số 2 này. Và câu hỏi số 3 sẽ thường là một câu hỏi mà nó hỏi về nội dung bao quát, hay cũng có thể những cái câu mà liên quan đến câu như là tác giả muốn nói đến nhất là điều ở trong đoạn văn này là gì. Thế thì thường nhá, những cái câu hỏi của chúng ta nó sẽ theo cái mạch văn như sau này. Ví dụ đoạn số 1 thường là sẽ tập trung vào câu hỏi số 1, được chưa? Rồi, đoạn số 2 thường là tập trung theo câu hỏi số 2, tức là theo đúng trình tự từ trên xuống. Và cuối cùng đoạn số 3 thì thường là sẽ gì nhỉ? Những đoạn cuối thì thường sẽ là thể hiện câu hỏi số 3. Chính vì vậy mà khi bước vào một cái bài văn chiêu bưng như này, chúng ta không cần thiết phải ngay từ đầu đã phải lao hùng hục và đọc ngay bài văn đâu mọi người ạ. Mà đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một phần như sau, đó là bên dưới một cái bài văn nếu như có những cái từ mới như này, bao giờ người ta cũng sẽ chú thích thêm cho mình. Chúng ta sẽ nhìn qua những cái từ mới này để hiểu rõ nghĩa của từ đó đã nhé. Đầu tiên là Google đúng không nào? Smartho là gì nhỉ? Điện thoại thông minh, được chưa? Smartho. Tiếp theo này, Sky konasu là 十分 jibun no omou mama jouzu ni tsukau là gì nhỉ? Sử dụng một cách thành thạo theo đúng những gì mà mình suy nghĩ, tức là Sky konasu là sử dụng thành thạo. Tiếp theo chỗ này mình sẽ đọc là shimai ni wa, được chưa? Shimai ni wa tsuyo no wa saishuteki ni wa hay là kekka toshite, nghĩa là cuối cùng thì hay là kết quả thì thế này nhá.
Tiếp theo, skill bằng với từ nô điều cự, nó có từ tiếng Anh là từ skill này nhá. Và tiếp theo, từ chúng ta có từ mực tonaru là ikinari ikari o kanjiru, là cảm thấy tức giận, vô cùng là tức giận, một cách đột ngột nhỉ, tự dưng cảm thấy vô cùng là tức giận. Và cuối cùng, một từ mới nữa chúng ta cần biết đó là kensetsuteki, kore kara yakunitatsu maemuki na, tức là những cái khi mà cái từ này, khi mà nó đọc sang âm Hán Việt nó sẽ là mang tính kiến thiết thôi, thì chúng ta sẽ hiểu là ví dụ kensetsuteki na kangae, một cái ý nghĩa, một cái suy nghĩ mà mang tính tích cực, maemuki là hướng về phía trước đúng không nhỉ, tức là mang tính chất tích cực và có sự đóng góp đúng không nhỉ, đóng góp lẫn nhau, yakunitatsu là có ích có lợi nhá. Gì phần này thì bao giờ chúng ta cũng phải nhìn qua cái từ mới như này, bởi vì biết đâu sẽ có một vài từ vô cùng quan trọng và nó sẽ trở thành từ khóa để giúp chúng ta tìm được cái đáp án trong bài đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng câu hỏi một. Đầu tiên một câu hỏi như này, đó các bạn sẽ nhìn thấy đây câu hỏi của chúng ta đúng không? Nó là một câu trích ra trong bài văn như này, chỗ này người ta ký hiệu cho mình và người ta hỏi là gì nhỉ? Noimi wa, tức là ý nghĩa của câu này là gì? Đó, thế thì sau khi chúng ta đọc câu hỏi này chúng ta sẽ khu biệt được là cái đoạn văn số 1 chính là cái đoạn văn mà chúng ta sẽ tìm thấy được đáp án của câu số 1. Chính vì vậy mà để khi mà làm đoạn câu hỏi số 1 trong phần này ấy, thì chúng ta sẽ không phải mất công đọc cả bài làm gì, mà chỉ cần đọc cái phần mà nó có gì đây nhỉ, có câu hỏi, câu trả lời chứa trong đó thôi nhá. Và mọi người đã làm rồi đúng không nào? Không biết là các bạn đã chọn được đáp án của mình chưa nhỉ? Hay và thường nhá, bởi vì là đây là đã hôm nay đã sang phần chiêu bưng rồi đúng không? Nếu mà với những cái câu hỏi mà người ta tập trung vào những cái từng phần nhỏ, chi tiết nhỏ trong một đoạn văn như thế này, thì chúng ta cần phải đọc rất là kỹ cái câu đó, đọc rất là kỹ cái câu đó và chúng ta cần phải hiểu tối thiểu là 1 đến 2 câu, được chưa nhỉ? 1 đến 2 câu xung quanh cái câu đó, bởi vì thường chắc chắn là như mình đã nói rồi, giữa câu với câu, giữa từ với từ bao giờ có mối liên quan đến nhau đúng không nào? Thế nên là người ta đang hỏi ý nghĩa câu này thì chắc chắn là không thể tự dưng cái câu này mà nó liên quan đến ý nghĩa câu 1 trên này được, mà nó phải có liên quan đến ý nghĩa của những câu mà gần nó nhất. Nên là cái việc mà lý giải nội dung của những câu mà trước đó và ngay gần nó thì là một điều vô cùng quan trọng nhá. Và có thể những câu bên trên chỉ là những câu mang tính chất diễn giải để đưa chúng ta vào cái lập luận của người ta thôi. Được chưa nhỉ? Hay, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc từ đầu để xem qua cái nghĩa của bài này nói về cái gì, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau lý giải cũng như là tìm câu trả lời cho câu số 1 này nhá, trong phần chiêu bưng này. Đầu tiên mình sẽ cùng nhau đọc này. Google とかスマホとかを使いこなせない人からの質問に答えたとき、ある程度きちんとした答えをスマホで調べて、例えば何だ？提示してあげると逆に反発されることがあるんだね。Chỗ này đọc là hampatsu mọi người nhé. Mình sẽ ghi một vài những cái từ mà chúng ta chưa biết đúng không nào. Thứ nhất, từ hampatsu tư liệu là cự tuyệt. Tức là mình đưa cho họ một cái gì đó và họ gì nhỉ? Họ từ chối không nhận gì nhỉ? Bằng một cái thái độ không được ok cho lắm, mình cảm thấy không thích cho lắm đúng không nhỉ? Hay là mình sẽ còn từ là teji là cho thêm. Ok. Arete độ là ở một mức độ tương đối nào đó gì nhỉ? Thế thì nhìn vào những câu dài như này, khi mà chúng ta bước sang phần chiêu bưng, chúng ta thấy một cái đặc điểm khác so với phần tham bưng ngay từ bây giờ, đó là gì nhỉ? Những câu đã khó hơn và có vẻ như là dài hơn rồi đúng không nào? Tuy nhiên với mỗi một câu dài đừng bao giờ sợ cả, mà chúng ta hãy cứ phân tích lần lượt từng vế câu một, rồi mình sẽ dịch nghĩa của nó nhé. Ví dụ chúng ta đây là gì nhỉ? Đầu tiên là khi chúng ta làm gì? Khi chúng ta trả lời gì? Trả lời lại những cái câu hỏi shitsumon. Câu hỏi này làm sao? Từ những người như thế nào thì cả đoạn trước này, những người mà sử dụng không thành thạo những cái gì, những cái như là Google hay là những cái gì nhỉ, smartphone, điện thoại thông minh đúng không? Khi mà chúng ta trả lời những câu hỏi mà chúng ta nhận được từ những người mà không sử dụng thành thạo Google cũng như là smartphone, mà chúng ta lại làm gì? Vẫn là chủ ngữ lại là mình nhé. Cả câu này chủ ngữ là mình hết nhé. Mà chúng ta lại tra cái điều mà chúng ta được hỏi đấy, những cái câu trả lời thật là chỉn chu đúng không? Bằng gì nhỉ? Bằng điện thoại thông minh đấy, rồi đưa cho họ xem thế gì nhỉ? Thì có đôi lúc về được cô tổ cá được là gì nhỉ? Có đôi lúc thỉnh thoảng chúng ta sẽ bị họ từ chối ngược lại.
Tức là gì nhỉ? Họ đang gì đây? Họ đang yêu cầu một câu hỏi, câu trả lời từ mình. Thế mình đưa câu hỏi, đưa câu trả lời cho họ ra thì cuối cùng lại bị ngược lại là họ gì nhỉ? Họ từ chối bằng một cái thái độ không được ok, được nhỉ? Không thích lắm. Được chưa nhỉ? Sore mo warito kanjoteki ni. Cái từ này gì nhỉ? Cái câu này gần như câu cảm thán của tác giả đúng không? Cái điều đó thì quả thật là một cái điều mà warito là gì nhỉ? Tương đối nhá, warito. Còn đây là kanjoteki ni là một điều vô cùng là khá là gì nhỉ? Cảm tính đúng không nào? Câu này không quan trọng, chúng ta có thể bỏ qua nhá. Và chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo này. Vẫn là lời của tác giả mọi người ạ. Từ đầu đến giờ vẫn là lời tác giả nhá. Jibun tachi de shirabereba ii no ni ne. Kantan na no ni yaranai no wa doushite nan daro. Câu này là câu gì nhỉ? Câu tức là trong đầu tác giả khi mà gì đấy, khi mà gặp phải những cái tình huống là mình bị họ từ chối như vậy thì trong đầu tác giả nghĩ những câu như sau. Jibun tachi de shirabereba ii no ni ne. Gì chứ, tự mình tra là cũng được rồi còn gì. Cái từ mà cái mẫu ngữ pháp mà ve ba i no ni gì nhỉ, i no ni này là gì đây mọi người? Là cái câu mà lẽ ra mày làm cũng được còn gì, gì nhỉ? Lẽ ra mày làm cũng được, lẽ ra tự mình tra đi cũng được còn gì đấy, bởi vì mình tra cho không nhận mà đúng không nào. Hay là kantan na no ni yaranai no wa doushite nan daro, một điều đơn giản như vậy mà tại sao lại không làm, được chưa nhỉ? Và cuối cùng sang đến câu tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy này. Netto ni izon shisugi. Đây là gọi izon. Izon là phụ thuộc nhá. Đây là phụ thuộc quá mức này. Netto ni izon shisugi toka. Moshi netto ga nakunattara dou suru no toka. Shimae ni wa kiyokuryoku ga teika suru toka made iwarerun da yo ne. Cái chỗ này chúng ta thấy cái động từ của nó gì nhỉ? Iwarerun da yo ne. Iwareru là thể bị động đúng nào, và chúng ta sẽ hiểu là gì nhỉ? Thể bị động, cái người bị nói ở đây là gì đấy? Là tôi, là tác giả đúng không nhỉ? Và bị những cái người mà chúng ta tra câu trả lời cho họ đấy mà bị họ nói những câu như sau này, nhìn trong ngoặc nhá. Sao mà mày phụ thuộc vào net, vào mạng thế? Được chưa nhỉ? Netto ni izon shisugi, được chưa? Hay là moshi netto ga nakunattara dou suru no? Nếu mà không có mạng rồi thì, hay là nếu mà mất mạng thì mày phải làm sao? Nếu không có internet thì mày phải làm thế nào? Hay là cuối cùng thậm chí còn bị nói đến cái mức độ là gì nhỉ? Kiyokuryoku ga teika suru. Gì nhỉ? Teika gì nhỉ mọi người? Suy giảm. Rồi thì cái khả năng ghi nhớ của mày sẽ giảm đi đấy. Tức là đã bị họ cự tuyệt rồi xong cuối cùng lại còn bị họ nói đến cái mức là những cái câu như thế này. Rất là khó nghe đúng nào? Và chúng ta sẽ thấy đoạn cuối là một cái đoạn vô cùng quan trọng bởi vì nó sẽ rất là gần với cái gì đấy? Cái câu mà tác giả hỏi chúng ta phải không nào? Chúng ta sẽ nhìn nhá. でも現代に必要なスキルって記憶力じゃないよね。検索力だよね。じゃないだこじだい。記憶力は可能な。ghi nhớ đúng nè. Còn đây là gì đấy? 検索力 là gì đấy nhỉ? Là cái khả năng tra cứu. Câu này chúng ta làm một thực ra là một câu nhưng mà tác giả ngắt ra làm hai câu để chúng ta như kiểu là người ta nhấn mạnh đúng không nhỉ? Tuy nhiên trong cái thời đại bây giờ đúng chưa nhỉ? Thì cái kỹ năng cần thiết ở đây thì chẳng phải là gì nhỉ? Chẳng phải là khả năng, cái năng lực cần thiết ở đây chẳng phải là khả năng ghi nhớ nữa đâu, mà đó chính là khả năng tra cứu. Hai từ này là một từ vô cùng quan trọng này mọi người ạ. Đúng nhỉ? Đó. Kiyokuryoku là khả năng ghi nhớ và kensakuryoku là khả năng tìm hiểu. Rõ ràng là như vậy là trong cái thời đại bây giờ thì cái cần thiết người ta muốn nói đến ở đây là cái gì nhỉ? Kensakuryoku nó đã hơn cái khả năng ghi nhớ rồi. Và người ta có một câu kết luận ở đây, một câu mấu chốt mà người ta đặt ra câu hỏi được cho mình đúng không nào? Zidosha sensei no jidai ni ashi ga hayakute mo amari imi ga nai no to onaji. Và điều đó thì cũng giống như cái việc rằng là gì đấy, giống với cái việc đằng trước nhá. Là gì đấy nhỉ? Trong cái thời đại mà thịnh hành hay là phát triển của ô tô, trong cái thời đại mà ô tô vô cùng phát triển, cái từ đen xe là thịnh vượng chứ nhỉ? Trong cái thời đại mà ô tô vô cùng phát triển thế này thì gì đấy nhỉ? Bước chân của chúng ta dù có nhanh bao nhiêu đi chăng nữa, tức là chúng ta có chạy nhanh bao nhiêu chăng nữa thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đến đây là người ta đưa ra một cái hình tượng so sánh cho chúng ta và yêu cầu chúng ta phải lý giải là bản thân nghĩa của cái này là gì, đúng không? Thế thì bây giờ mình sẽ xóa cái chỗ này để chúng ta có một chỗ để ghi nhá. Với những câu như này thì mình nghĩ nếu như bạn nào mà thông minh hay là gì nhỉ, bạn nào mà có thể nhìn nhận ra ngay thì sẽ không khó đâu. Tuy nhiên nếu như bạn nào mà chưa nhìn ra thì mình sẽ ghi một chút để cho các bạn hiểu nhá.
Thứ nhất chúng ta sẽ đưa cái vế này. Trong cái câu này, trong cái câu mà tác giả người ta hỏi này thì sẽ có ba cái từ mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là trong cái thời đại này, chi đại, một. Thứ hai là ashi ga hayai koto. Thứ ba là gì nhỉ? Không có à? Ok, thực ra nó là jidosha đấy. Nhưng mà từ khi nữa mình sẽ cho ra nhé. Còn đằng trước này chúng ta sẽ tìm những cái từ mà tương đương. Tức là ở đây chúng ta sẽ tìm mối quan hệ tương đồng nhé mọi người nhé. Tìm những cái từ tương đương với từ jidai hay là ashiga hayai. Nó đang so sánh ở cái gì đấy nhá. Thứ nhất, bên trên này người ta có một từ từ gendai đúng không nào? Gendai. Ok. Gendai đây. Trong thời đại hiện đại này thì kiyokuryoku. Được chưa nhỉ? Kiyokuryoku. Và gì đấy nhỉ? Và người ta có một chữ nữa gì nhỉ? Ken. Kenasakuroku. Được chưa nhỉ? Ok. Kensakuroku. Trong thời đại hiện tại thì có cái này và cả cái này. Trong thời đại hiện tại thì cái kensakuroku nó đã thắng cái kyokuroku. Tức là trong thời đại hiện đại thì cái gì nhỉ? Cái khả năng tìm kiếm nó đã chiến thắng, nó được coi trọng hơn cái khả năng mà chúng ta ghi nhớ. Thì chúng ta bây giờ phải nhìn xuống bên dưới này. Trong một cái thời đại gì đó chúng ta coi cả cái cụm từ này là một thời đại. Nó có chữ gì đây, chúng ta mình sẽ viết tắt ở đây cho các bạn hiểu nhé. Trong cái thời đại số A đi, đấy nhỉ? Trong cái thời đại mà ô tô nó phát triển như này thì chúng ta sẽ có hai cái, một là cái chân đúng không nhỉ? Ashi ga hayai koto, được chưa nhỉ? Ashi ga hayai. Ok. Ashi ga hayai. Và một cái nữa chúng ta sẽ so sánh trong trường hợp này. Trong cái thời đại mà ô tô thì sẽ có hai cái so sánh, một là chân và hai là ô tô đúng không nhỉ? Trong cái thời đại mà ô tô phát triển thì cái gì đấy? Thì cái xe ô tô nó sẽ chiến thắng cái bước chân nhanh. Tức là hai cái vế này nó sẽ tương đương với nhau như này. Đó. Đó, thì cái bàn chân nó chân nhanh nó sẽ tương đương với cái gì ấy nhỉ? Cái khả năng ghi nhớ và cái kuruma, cái xe ô tô thì nó tương đương với cái gì đây nhỉ? Cái khả năng tìm kiếm. Mọi người nhìn thấy cái mối quan hệ ikuru kanke đây chưa nhỉ? Mối quan hệ tương đồng giữa hai vế câu như này á. Thực ra đây là so sánh, giống như kiểu trong tiếng Việt mình sẽ có so sánh ẩn dụ hay hoán dụ gì đó mình không nhớ lắm, nhưng mà các bạn hiểu đúng không? Thế thì tức là gì nhỉ? Cái câu mà người ta hỏi ở đây, câu này nếu mà nói một cách khác thì có thể hiểu là gì đấy? Trong cái thời đại hiện đại thì cái khả năng tìm kiếm nó được coi trọng hơn cái khả năng gì nhỉ? Ghi nhớ. Khi mà các bạn đã hiểu ra như này thì chúng ta sẽ nhìn qua bốn đáp án của mình thì mình sẽ thấy luôn được đáp án của chúng ta. Đáp án số mấy nhỉ? Đáp án số 2. Chisuki no ryo yori zouhou o sagasu noryoku ga juyou. Cái quan trọng là cái gì nhỉ? Cái năng lực tìm kiếm thông tin nó quan trọng hơn cái lượng kiến thức mà chúng ta có. Thì chính là lượng kiến thức chính là cái kyokuryoku, và cái kensakuryoku thì chính là zouhou o sagasu noryoku. Mọi người hiểu chưa? Tức là với bài này mình sẽ không cần phải gì nhờ suy nghĩ quá nhiều làm gì, mà chúng ta chỉ cần nhìn ra được cái mấu chốt, cái mối quan hệ giữa hai vế câu trước và sau như thế này, chúng ta đã có thể tìm ra được đáp án cho riêng mình đúng không nào? Và câu số 1 chúng ta sẽ tìm tại sao lại sai nhá. Jidosha ni noreba aruku koto yori hayai. Ờ, cái ý nghĩa câu này, thực ra chúng ta phải hiểu câu này nó mang ý nghĩa ẩn dụ chứ không phải là cái câu gì nhỉ? Nếu như mà chúng ta leo lên ô tô thì sẽ nhanh hơn đi bộ đúng không nhỉ? Đây chỉ là một câu mà nó giải nghĩa thuần ra của câu, tức là đây một cái cách nói cách khác của cái câu này thôi, được chưa nhỉ? Hay, và cái quan trọng của chúng ta có từ gì nhỉ? Imiganai. Cái imiganai thì chẳng có nghĩa lý gì đúng không nào? Câu số 3 này, netto no juyose, đang nói về tính quan trọng của net, không liên quan đúng không nào? Đây là nói về sự quan trọng của việc tìm kiếm thông tin, còn qua net hay qua cái gì không biết đúng không nhỉ? Câu số 1 không được, câu số 3 không được, và câu số 4 kyokuryoku ga ochiru no fusegu koto là gì đấy? Cái câu này nó có ý nghĩa rằng là việc phòng tránh cái việc mà để đánh rơi mất những cái gì nhỉ, những cái khả năng ghi nhớ, thì cái này cũng không liên quan nhé, vì chúng ta đã chọn được đáp án rất là đúng, là đáp án số 2 rồi đúng không nào? Ok, mọi người chọn đáp án đúng không? Câu này thực ra không quá khó đúng không nhỉ? Chúng ta cứ không mất công, đôi khi mình chỉ cần đọc qua trên này thôi, chẳng cần phải mất công quá nhiều với những cái đoạn trên đầu này, mà chúng ta chỉ cần nhớ này, với những cái câu mà người ta hỏi là gì nhỉ, ý nghĩa của một cái câu nào đó trong bài thì chúng ta cứ nhớ là phải tìm xung quanh ngay cái câu đó nhá, và tìm ra những cái mà về mặt tương đồng như này, chứ nhỉ, tương đồng như này, được chưa? Hay, và chúng ta bước sang câu số 2 nằm trong bài văn chiêu bưng này nhá.
Ở đây mình đã tách ra riêng theo từng đoạn như này để các bạn gì nhỉ? Các bạn tìm đáp án cho nó dễ để không cần phải quá hoa mắt khi mà nhìn một bài quá là dài của người ta, đúng không nào? Ok, trong cái phần chiêu bưng của chúng ta thường mình đã nói là trước rồi đúng không? Thường người ta sẽ được đặt ra những câu hỏi mà tập trung vào những cái từng cái bộ phận, từng cái phần rất là nhỏ trong bài, thế nên là chúng ta phải rất là tinh, đúng không nhỉ? Và lại một lời khuyên cuối cùng mà mình vẫn nhắc lại như vừa nãy. Vẫn là một cái lời khuyên như mình vừa nãy nói là gì nhỉ? Chúng ta nếu mà người ta hỏi vào những cái phần gạch chân như này thì quan trọng chúng ta phải tìm những cái câu mà ngay xung quanh nó, được chưa nhỉ? Ngay xung quanh nó, gần nó nhất nhỉ? Xa lắm thì 2-3 dòng thôi, đừng có mà xa tít mù khơi đến tận bên dưới này nhá. Được chưa? Rồi bây giờ người ta hỏi cho mình là gì nhỉ? Đưa ra câu hỏi là lý do của cái cụm từ người ta gạch chân là kuretaihen là gì? Lý do là gì thì chúng ta phải gì nhỉ, tìm xung quanh nó, bởi vì chắc chắn cái lý do nó sẽ được giải thích ngay gần đấy thôi. Ok, và bây chúng ta sẽ đi vào dịch câu nhé. 人と人の付き合いなら捨てることはすぐに教えてやれよって思いますけどねって意見もありましたけどこれ大変. Câu này là gì nhỉ? Cũng có ý kiến cho rằng, 意見もありましたけど, trước giờ cũng có ý kiến cho rằng gì nhỉ? Cũng có ý kiến cho rằng là gì nhỉ? Nếu như mà đã là gì nhỉ, mình đã quen biết với ai đó, chỉ là ví dụ như là bạn bè thân thiết với nhau chẳng hạn, hay đồng nghiệp với nhau chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng là gì đấy, nếu mà được hỏi thì những cái điều mà bạn đang biết thì cứ trả lời cho xong đi, cứ bảo người ta cho xong đi, bảo người ta cho luôn đi, đúng nhỉ, bảo người ta luôn đi đó. Thì đây là ý kiến của những cái người mà gì đấy, những cái người mà từ nãy giờ mình vẫn bảo là họ đang tức giận đấy, họ không biết, họ đi hỏi xong rồi khi mà hỏi đấy người cái người được hỏi lại đi tra cứu xong rồi để cho họ xem đấy, thì đây là ý kiến của những cái người mà có cái sự tức giận, có sự ham phát sự ngay từ đầu đấy. Tuy nhiên cái điều đó đối với tác giả thì là một điều vô cùng là khó khăn, vô cùng là một điều cực kỳ là thai hẹn gì nhỉ. Chỗ bên đằng trước này, như vậy đến đây chúng ta sẽ thấy cái lý do nó vẫn chưa xuất hiện ra, đúng không? Chứ tác giả chỉ mới là trong trường hợp này thì tác giả sẽ thấy là thai hẹn thôi. Như vậy là lý do của nó chắc chắn sẽ phải nằm ở đoạn sau. 私なんかは何でも知ってると思われているから、いつも質問攻めされる。質問攻め、cái này là quả攻め nhá. Gì nhỉ? Câu này là gì nhỉ? Tôi à, đúng không? Tôi à, nếu như mà vì gì đấy, vì cứ bị cho rằng là cái gì cũng biết, thì lúc nào cũng sẽ bị người ta hỏi dồn dập như vậy. 質問攻め sự là gì nhỉ? Hỏi dồn dập. Nhá. Thì vì trong trường hợp đó, đúng không, nếu như mà bị nghĩ rằng là bản thân tôi cái gì cũng biết đấy, thế nên là cứ có cái gì khó là cứ hỏi hết đến tôi này đó. Bắt đầu hé lộ ra cái suy nghĩ, cái tâm trạng của tác giả khi mà cảm thấy là tai hèn rồi chứ nhỉ. Tuy nhiên vẫn chưa đi hẳn đến kết luận, đúng không, chúng ta sẽ đi tiếp câu tiếp theo nhá. Tamani sono gurai anata ga shirabete kudasai tte iwanai to watashi ga gì đấy, 人間辞書みたいになってしまう. Thỉnh thoảng nếu như mà tôi không nói những cái câu như là gì chứ cái đấy, đúng không, gì như cái đấy thì mày cũng tự tra đi, anata ga shirabete kudasai, mà không nói câu cái câu đấy thì chẳng mấy chốc bản thân tôi cũng sẽ trở thành giống như là một cái cuốn từ điển thống vậy, được chưa nhỉ? 人間辞書みたいになってしまう, được chưa nhỉ? Tức là đến đây chúng ta bắt đầu thấy cái tâm trạng của tác giả chứ mọi người. Lý do mà tác giả cảm thấy thai hèn ở đây là gì nhỉ? Là vì gì đấy, người ta sẽ nghĩ rằng mình giống như một cuốn từ điển, như kiểu là cái người mà cái gì cũng biết ấy, thế nên là sẽ bị hỏi liên tục mãi mãi như thế. Hóa ra tác giả, cái việc cái lặp lại với tác giả như thế là một cái điều vô cùng của thai hèn. Và chúng ta sẽ thấy lý do của tác giả chính là từ đây cho đến đây, mọi người nhé. Và tí nữa chúng ta sẽ phải tìm cái ý câu nào mà nó trùng với cái ý câu 1, câu 2 này gần nhất với nó, được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ đi tiếp đến câu cuối cùng trong đoạn này nhá. Và đến đây chúng ta sẽ dịch nốt câu cuối nhé. 気持ちに余裕がある時はいいけど、余裕ない時とか眠い時とかに聞かれるとムッとしてしまうこともある. Câu này mình sẽ dịch là gì đấy nhỉ? Những cái lúc mà gì đấy, những cái lúc mà tôi nói chung là thoải mái về mặt tâm trạng á,余裕がある là thoải mái về mặt tâm trạng, đúng không nhỉ? Thì cũng không sao đâu. Nhưng mà nếu mà bị hỏi vào những cái lúc, ví dụ như là lúc gì nhỉ, cảm thấy hơi khó chịu này, hay là gì đấy, hay là thấy buồn ngủ, thì mình đột nhiên mình sẽ thấy cảm thấy vô cùng là tức giận. Ok, câu này chúng ta không cần quan tâm quá, bởi vì là cái câu này là dẫn đến, thực ra nó không phải là lý do nữa mọi người, đúng không nhỉ? Mà cái câu này thực ra là gì nhỉ,
là thể hiện cái kết quả của cái việc nếu như cứ bị hỏi dồn dập như thế. Chứ không phải là lý do nhá, bởi vì người ta có một cái từ là koto mua ở đây này. Có những lúc như thế này, được chưa? Tức là kể lại một cái hiện tượng của tác giả, một cái sự thật của tác giả, chứ không phải là nói lên cái nỗi lòng của tác giả, mà chúng ta phải nhìn vào những cái từ ví dụ natte shimau sẽ trở nên như thế này này. Và trên cơ sở đó chúng ta sẽ chọn được đáp án mấy nhỉ? Câu số 1 này, hikutabi ni mutto naru tame. Như mình vừa nãy nói, cái này là gì nhỉ? Là cái kết quả, cái sự thật chứ không phải là cái lý do nhá. Có một gạch. Câu số 2 này, hito to no tsukiai ga mendo de aru tame. Cả một cái đoạn này không có một từ nào từ mendo hay một từ nào mà liên quan từ mendo cả, nên là chúng ta sẽ không thể chọn được đáp án này. Mà nếu mà dịch kỹ ra nhá, cái sự gì nhỉ, cái sự mối quan hệ giữa con người với con người sẽ trở nên gì đấy, sẽ là một thứ vô cùng là phức tạp. Cái này không có nói nhá, cái này nó chỉ xuất phát từ phía tác giả thôi, chứ không phải là cả mối quan hệ giữa đôi bên. Ok, câu số 3 này, kotai te dake no hito ni natte shimau tame. Cái này có đúng không mọi người? Chúng ta nhìn này, natte shimau tame sẽ trở thành lý do mà cảm thấy gì đấy, cảm thấy khó chịu là gì nhỉ, sẽ trở thành cái người mà lúc nào cũng chỉ biết trả lời thôi, đúng chưa mọi người? Cái câu này, cái từ này là mà kotai te dake no hito, đúng nhỉ, cái người mà chỉ biết trả lời, chỉ toàn trả lời không, thì nó chính là cái từ mà nó có một ý nghĩa tương đồng với cái từ này này, jisho ano ningen jisho mitai. Nên là chính là đáp án của chúng ta câu này, đúng nè. Và câu số 4 chúng ta nhìn nốt nhá, jibun ga baka no you ni natte shimau tame. Cả bài không có từ baka nào, không bao giờ điểm điểm từ baka đây nhá. Tác giả không có phàn nàn gì về cái việc là tôi sẽ trở thành một tên ngốc mất, đúng nhỉ? Câu số 4 không được. Ok, mọi người thấy bắt đầu dễ dàng hơn chưa nào? Nhớ này, những cái câu mà hỏi tập trung vào gì nhỉ, một cái bộ phận, một cái từ nào đó trong đoạn văn gì thì nhớ là phải tìm ngay xung quanh cái câu đó nhá, cái dòng đó. Và chúng ta đi đến đoạn cuối cùng. Đến đây các bạn cũng đã hình dung được một chút về nội dung của bài này rồi, đúng không nào? Câu cuối cùng người ta hỏi là hisara motomo iitai koto wa, đúng nhỉ? Cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất ở đây là gì? Cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất ở đây là gì thì chúng ta cần phải gì nhỉ? Cần phải tổng hợp lại cái suy nghĩ của tác giả từ đầu đến cuối. Và đoạn cuối này thường là cái đoạn gì đấy nhỉ? Đoạn mang tính chất tổng hợp nhất. Và chúng ta phải tìm xem là cả cái bài này cái quan trọng nhất là gì nhá. Câu cuối cùng này, restaurant no jūsho to ka hikoki no jikan to ka shirabereba dete kuru koto o ichiichi denwa de kiite iru hito mo jirai okure da na tte omou. Câu này mình dịch là gì đấy? Những cái người gì nhỉ? Những cái người, chủ ngữ đây nhá, chủ ngữ từ những cái người này trở về trước nhỉ. Những cái người mà cứ hỏi từng tí một, ichiichi là từng tí một qua điện thoại, những cái điều như là gì nhỉ? Những cái điều mà chỉ cần tìm kiếm tra cứu là ra thôi, ví dụ như những cái về cái địa chỉ đến cái cửa hàng gì đó này, hay là đến cái nhà hàng đó, hay là gì nhỉ, thời gian của máy bay, bảng biển của máy bay, chỉ cần tra là ra, mà cứ gì nhỉ, cứ hỏi từng tí một qua điện thoại đấy, thì tôi nghĩ họ là những người gì nhỉ, họ là những người mà đi chậm so với thời đại. Jidai okure, đúng nhỉ, jidai okure là đi chậm so với thời đại nhá, lỗi thời lạc hậu. Shirabete wakaru koto wa jibun de shiraberu hou ga jibun ni skill ga tsuku. Câu này một câu vô cùng quan trọng này, vì mọi người ạ, chúng ta sẽ thấy là gì đấy? Đây hoàn toàn không có một chút gì những cái thông tin khách quan, mà đây rõ ràng là một câu mang tính chất khẳng định của tác giả nhá. Shirabete wakaru koto wa jibun de shiraberu hou ga jibun ni skill ga tsuku. Nghĩa gì đấy? Những cái điều mà chúng ta chỉ cần tra và hiểu đấy, thì nếu như mà tự mình tra thì cuối cùng nó sẽ trở thành cái kỹ năng của bản thân mình, sẽ trở thành cái tri thức, trở thành cái năng lực của bản thân mình. Tức là có thể những cái điều đấy chúng ta không biết đấy, nhưng mà thông qua cái việc mà tự mình chúng ta tự tìm hiểu, tự tra cứu đấy, thì thông qua nó sẽ trở thành cái năng lực của bản thân mình. Vốn là thứ mà vốn mình không biết, bây giờ trở thành cái của mình, đúng không? Đó chính là lời khuyên của tác giả trong đoạn này ấy, mọi người ạ. Và câu cuối cùng thực ra chỉ là một câu mang tính chất là kết luận, rằng là nếu như mà chúng ta tìm hiểu cái điều đó như thế, chúng ta nâng cao khả năng tìm kiếm như thế, thì chúng ta sẽ có được điều gì thôi. Hito to no kaiwa wa motto kensetsuteki na giron toka ni tsukaeba motto tanoshii yononaka ni naru to omou da. Câu này là gì nhé? Và tôi cho rằng là câu này thực ra thì không phải là một câu quan trọng đâu, mà câu chỉ là đưa ra một cái ý kết quả thôi, hay là một câu thêm vào bài thôi nhé. Là gì nhỉ? Những cái cuộc hội thoại giữa con người với con người đấy, thì nếu như chúng ta sử dụng
cái thời gian mà chúng ta nói chuyện với nhau vào những cái cuộc tranh luận ghi đâu rồi nhỉ? Mang tính chất tích cực, mang tính chất hướng đến tương lai, tức là nói về những cái câu chuyện mang tính chất tương lai chứ không chỉ đơn thuần là hỏi nhau là mấy cái thứ linh tinh gì nữa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống gì nhỉ, vui vẻ hơn nữa, vì mọi người được tranh luận với những cái điều mới mẻ hơn mà, đúng nào? Thế thì đây là một câu đến đây các bạn sẽ nhìn thấy này, cái chúng ta mường tượng lại từ đầu đến cuối, cái mà tác giả muốn nói đến nhất trong bài ở đây đó là gì nhỉ mọi người? Đó là gì đây? Ken gì? Kensaku ryoku. Đúng nhỉ? Cả cái bài này tác giả muốn tập trung nói đến nhất cái điều là gì nhỉ? Kensaku ryoku. Đúng nhỉ? Cái khả năng tra cứu. Ok. Còn cái câu này có thể vì các bạn đôi khi các bạn thấy là nó gì nhỉ? Omo ở đây là gì nhỉ? Lời suy nghĩ của tác giả đúng không? Tuy nhiên nó lại động đến một cái cả một câu này nó không có một cái từ gì liên quan đến cái từ khóa của chúng ta trong bài này ạ, là Kensaku ryoku này. Nên là không nên gì nhỉ, không nên nghĩ rằng cái câu này sẽ được tác giả muốn nói đến nhất nhá. Và chúng ta sẽ nhìn qua đáp án này, câu số 1 này. Kensetsuteki na gidon wo toshi tanoshii yononaka ni shio. Câu này là câu này đúng không? Bạch bỏ luôn nhá. Thông qua những cái tranh luận mang tính chất hướng đến tương lai thì hãy tạo ra một cái thế giới thế giới vui vẻ hơn. Nó rời xa hoàn toàn với cái từ khóa của mình trong bài này hôm nay đúng không nào? Câu số 2 này. Jōhou kensaku ryoku wo yashinau. Yashinao, đúng chưa nhỉ? Yashinao, chữ này đọc là yashinao nhá, bên ồ chứ nhỉ? Hãy bồi dưỡng cái khả năng, năng lực tìm kiếm thông tin, đúng chưa? Từ này thì đúng quá rồi đúng không nào? Đang để tạm vào đây đấy nhá. Câu số 2 này, câu số 3 này. Sonojo ni hikare, sugu ni kotaeru koto wa yoku nai. Câu này chẳng liên quan gì đúng không nhỉ? Gì đây? Khi mà bị người ta hỏi đúng không? Khi mà bị người ta hỏi hay bị kéo vào cái câu hỏi, cái tình cảnh người ta thì nên không nên trả lời đúng không? Cái việc mà trả lời ngay lập tức thì không nên, không liên quan nhá. Câu số 4 này. Google ya smartphone wa subarashi. Câu này cũng không hề liên quan đúng không nhỉ? Thực ra cái câu hỏi số 9 này, câu hỏi số 3 trong bài chibu này một câu hỏi rất là dễ. Chúng ta sẽ điền luôn đáp án số 2. Ok, như vậy là sau cả một bài chibu dài như này với 3 câu hỏi thì các bạn đúng được mấy câu nhỉ? Nếu mà đúng được cả 3 câu thì cho một tràng pháo tay nhá. Ok, và các bạn hãy làm luôn bài tập trong phần chiêu bưng số 2 và chúng ta sẽ bước sang clip số 2 để chữa bài này nhá. Hay hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Otsukaresama deshita.